Tập 27. Chắc họ vẫn chưa đi lâu đâu. Ngươi cho người để ý bên Thiên Hạ Hội đi. Chuyện này không đơn giản như vậy. Dạ, ngài yên tâm. Từ khi họ Triệu kia sợ khẩu quát trọc Kim Long chúng ta, ta đã phải đi theo hắn rồi. Ta sợ hắn ăn cây táo sao cây sung. Bây giờ manh mối bên đại đức rồi. Sao bây giờ đây? Dạ. Đây là cái trăm của Mộc Nhi. Lý Kha, ngươi phá người tìm kiếm xung quanh, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Chúng ta đi đường phải để ý. Mộc Nhi chắc chắn đây là vài manh mối, không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Dạ. Chia ra tìm. Dạ. Ta có cách rồi. Đưa đầu qua đây. Đầu. Trong đây che kín hết rồi. Không thể nào để lại manh mối được. Cô lại. Mộc Nhi. Dạ, có vết máu. Lý Kha, mau đi gọi người đến. Dạ. Vậy ngài thì sao? Mau đi đi. Phía trước đào sẵn cái hố rồi. Không lẽ họ muốn chôn chúng ta ư? Lãm nhảm gì vậy? Mau đi. Làm đi. Xuống đi. Các ngươi làm gì vậy? Buông cô ấy ra. Buông ta ra. Buông ta ra. Cứ Mộc Nhi, cứu ta. Cứu ta với. Nắm chặt ta. Cứ Mộc Nhi. Sao lại là ngươi? Thả ta ra. Cô tên là Cư Mộc Nhi. Thì sao cô không phải người bọn ta muốn bắt? Các anh em, người còn lại mới là người chúng ta muốn bắt. Người này là giả. Đại ca, nếu bọn ta không phải là người ngươi muốn bắt, chi bằng thả bọn ta ra đi. Bọn ta đảm bảo sẽ không nói chuyện hôm nay ra. A Thắng, dẫn người dưới hố lên cho ta. Lúc trước ngươi hứa với ta, bây giờ vẫn giữ lời chứ? Đương nhiên. Chỉ cần cô nói thật về thân phận, ta tuyệt đối không nuốt lời. Ta là con gái Thái sư đương triều Đinh Nhiên Sang. Cô gái Thái sư, ta sớm đã nói các ngươi bắt nhầm người từ lâu rồi. Đại ca, bắt nhầm người phải xử lý sao đây? Chuyện đến nước này, đã làm thì phải làm cho trót, không giữ lại ai cả. A Thắng, ngươi làm gì vậy? Muốn tạo phản sao? Ta đồng ý với cô ấy. Chỉ cần cô ấy nói thật về thân phận sẽ giữ lại mạng cô ấy. Nếu hôm nay đại ca khăng khăng lấy mạng cô ấy thì hãy xử huynh đệ trước. Ngươi là có ý gì? Ngươi có biết giữ cô ta lại sẽ có hậu quả gì không?
gì? Ai vậy? Ai? Các ngươi đã bị ô kim vệ bao vây rồi. Biết điều thì mau thả người đi, nếu không tuyệt đối không tha. Ngươi là ai mà dám đến lo chuyện Ba Đồng? Cô ấy là nữ nhân của Long gia ta. Ngươi nói xem ta là ai? Nhị gia, cứu bọn ta với. Nếu bây giờ các ngươi thả người ra, ăn năn hối lỗi, ta không truy cứu chuyện xưa. Nếu không, ô kim vệ ở đây, ta tuyệt đối không tha. Long Dược, ngài đi đi, chúng ta không còn quan hệ gì. Ngài đừng lo chuyện của ta nữa. Có là chuyện của muội hay không là do ta quyết định. Đại ca, thế lực Long gia phức tạp, dù là trong triều đình hay trong giang hồ, mọi người đều phải kính nể ba phần. Nếu hôm nay ra tay độc ác, sau này e sẽ phiền phức. Tên ăn cây táo sao cây sung này, giữ bọn chúng lại là tai họa ngầm đó. Lúc vậy ta tính như ngươi sao? Long gì gia, ô kim vệ mà ngươi nói ở đâu vậy? Các huynh đệ lên cho ta. Nhị gia, đừng ba. Đừng mà. Nhị gia, các huynh đệ, hai cô nương này cũng không giữ được. Sao vậy? Ai vậy? Không sao chứ? Nhị gia, sao huynh lại ngốc như vậy chứ? Ta quyết định, dù xảy ra chuyện gì thì ta cũng sẽ không bỏ mặc muội không lo. Đây là nhà tổ của Dương Ngự Y. Dương Ngự Y, Dương Ngự Y, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Dương Ngự Y, Dương Ngự Y, tắt thở rồi. Trời đó, giết gì vậy? Phải nhanh chóng nói chuyện này cho đại ca. Trên người không có vết thương, hiện trường không có dấu vết đánh nhau. Chẳng lẽ là, có lẽ là uống thuốc độc tự sát. Thưa đại nhân, đừng tưởng là ta không biết ngươi dở trò trong vụ án thiên hạ đệ nhất lâu. Nhưng mà những thứ này
không quan trọng nữa rồi. Vì ta đã điều tra được tung tích của danh sách rồi, ngươi không uy hiếp được ta đâu. Thưa đại nhân, ngươi còn muốn trăn trối gì không? E rằng sau này sẽ không có duyên gặp mặt đâu. Bắt người lại. Dạ. Các ngươi làm gì vậy? Bắt sai người rồi. Hôm qua núi phía sau chùa ở ngoài thành xuất hiện thổ phỉ, có hai người bị bắt cóc. Chuyện này là Đinh đại nhân cấu kết với thế lực đen tối của Triệu gia, muốn bắt cóc tiểu thư Thư gia Thư Dực Thần, nên một tay sắp đặt hành động đến lúc. Có chuyện này không? Chuyện này các người vu oan hãm hại, nhưng chắc Đinh đại nhân không ngờ được thổ phỉ không biết như ngược thần ra sao, đã vô tình nhầm Đinh nhị tiểu thư thành Thư Dược Thần, cho nên đã bắt nhầm người. Cái gì? Sang Nhi? Sang Nhi ở đâu? May mà chỉ hoảng sợ chứ không sao. Thư tiểu thư cũng tránh được một kiếp. Còn chuyện danh sách Đinh đại nhân nói, Hải Quý đã giao cho triều đình rồi. Cái gì? Thánh thượng đã xem. Đây chứng cứ sành rành. Hoàng thượng có lệnh Đinh Thịnh mua bán chức quan, cấu kết thổ phỉ, gộp tội lại xử, lập tức bắt lại. Thư bá, người hay lắm, người dám tính kế sau lưng ta. Đinh đại nhân, chuyện này tự ngươi làm, đừng có đổ thừa lung tung. Hẹn sau này không gặp lại. Ngươi, ta muốn gặp thánh thượng. Dẫn người đi. Dạ. Ta muốn gặp thánh thượng. Ta muốn gặp thánh thượng. Ta muốn gặp thánh thượng. Chuyện này làm phiền Long đại nhân rồi. Nói đi. Đặc biệt kêu mọi người lui xuống hết. Số cùng lúc bẩm báo chuyện gì? Khởi bẩm hoàng thượng, Dương Ngự Y khám bệnh cho Lệ Phi nương nương nhiều năm. Sau khi Lệ Phi nương nương xảy ra chuyện, cũng là hắn khám nghiệm tử thi. Hắn không hề báo chuyện Lệ Phi nương nương mang thai. Sau chuyện đó, thần đến nhà tổ của Dương Ngự Y điều tra, không ngờ hắn đã uống thuốc độc tự tử. Nhưng mà trước khi hắn chết, cuối cùng cũng tiết lộ sự thật. Hoàng thượng, Lệ Phi nương nương không phải mang thai con hoàng thượng, mà là có thai khi yêu đương vụng trộm với Dương Ngự Y. Chuyện này liên quan đến nguyên nhân hoàng thất, ngươi đã điều tra thật kỹ chưa? Thần đã điều tra rõ mọi chuyện, câu nào cũng là thật. Như người y biết khó thoát tội chết nên thiêu cháy vật chứng, uống thuốc độc tự tử. Thuốc và thư được tìm thấy trong nhà của hắn. Chuyện này còn ai biết nữa không? Bẩm hoàng thượng, đích thân di thần điều tra chỉ có Dương Ngự Y, không có ai khác biết chuyện này. May mà có Long đại nhân điều tra rõ sự thật, nếu không hoàng thượng vẫn không biết gì. Lão thần vô dụng, không kịp thời lột bộ mặt thật của Lệ Phi. Nhưng ta chưa từng nói sự thật ra sao? Sao thư đại nhân lại biết là lỗi của Lệ Phi? Thực ra lúc điều tra, ta đã nghi ngờ Lệ Phi và Dương Ngự Y có tình riêng, chỉ là liên quan đến mặt mũi hoàng thất, nên ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Nhưng ngài trông thế ngàn cân treo sợi tóc, nên đã biết từ lâu, tại sao trì trệ không nói mà để bản thân chịu cảnh lao tù? Ban đầu ta chỉ nghi ngờ, nhưng cũng không có chứng cứ. Lần này vốn định mượn tay giả lê lệ hù dọa Lệ Phi, ép Dương Ngự Y phải sa mặt, rồi bắt ngay tại trận, đầy đủ nhân chứng vật chứng. Chỉ là không ngờ lúc ta đến, Lệ Phi đã chết thảm, giả lê lệ cũng biến mất. Chuyện này liên quan đến hoàng thất, đương nhiên không thể công khai. Để lắng lại lo sợ của mọi người trong cung, nên ta mới nóng lòng bắt một cung nữ che giấu chuyện này. Giả lê lệ tự mình chạy trốn, trước mắt vẫn không có tung tích. Chẳng lẽ cô ấy thực sự là hung thủ? Nhưng động cơ cô ấy làm như vậy là gì chứ? Lão thần hổ thẹn với hoàng thượng,
không thể kịp thời bắt được hung thủ, tính dùng tính mạng để che giấu hoàng thượng. Không ngờ thưa đại nhân tiếp chỉ, truy khấu dụ hoàng thượng, thưa bác tấm lòng son sắt, từ nay khôi phục chức quan, thưởng 10.000 lượng bạc. Tạ chủ long ân. Khôn điện, Chiêu Dực cung, hạ quan tham kiến quý phi nương nương, tham kiến thưa đại nhân, chúc mừng đại nhân khôi phục chức quan. Lần này vô cùng nguy hiểm, không biết dân đại nhân đảo ngược thị phi nắm giữ cục diện như thế nào. Thưa đại nhân nặng lời rồi, di thần chỉ góp chút sức mà thôi. Sổ sách. Dương đại nhân đa mưu túc trí, kẻ gian như đinh thịnh sao có thể là đối thủ của ngươi? Thưa đại nhân nói đùa, dân mẫu không dám kể công, chỉ muốn mượn cơ hội này bày tỏ tấm lòng, chứng minh tại hạ trung thành với quý phi nương nương. Vậy thì xin hỏi dân đại nhân, lấy con gái ta Thư Nhược Thần làm mồi nhử cũng là kế của ngươi sao? Ngươi lui xuống trước đi, di thần xin cáo lui. Người này thủ đoạn độc ác, chúng ta cần phải đề phòng. Nương nương làm việc cẩn thận, để tránh hậu họa về sau. Ca ca có điều không biết, Thượng Nhi có tình riêng với chỉ huy sứ Ô Kim Vệ Long Đằng mới ảnh hưởng chuyện nhập cung. Nếu không có dân Thanh Hiền cố gắng suy chuyển tình thế, thì ca ca lúc này đầu của huynh đã rơi xuống đất từ lâu. Lợi dụng Thần Nhi là kế hoạch của bổn cung, ta muốn Dương Đông kích Tây, chỉ cần lộ ra tin tức danh sách để Đinh Thịnh hiểu lầm rằng danh sách trong tay Thần Nhi, dù thế nào hắn cũng sẽ xuống tay với Thần Nhi. Chỉ cần hắn ra tay sẽ trúng kế của bổn cung. Thần Nhi thoát khỏi kiếp nạn này cũng là phúc của nó. Chẳng lẽ ca ca đang trách bổn cung? Di thần không dám. Nương nương suy nghĩ cẩn thận, chắc chắn vì suy nghĩ cho đại cục nên mới làm vậy. Nếu Thần Nhi không thể giúp ích cho Thư gia, thì cần nó có ích gì? Dì ca và dì tẩu biết dày dò nhau thật, sớm biết có ngày này thì ban đầu cần gì làm vậy? Nói cái gì cũng không nghe, đòi hòa ly. Nếu hôm nay làm không tốt thì thành Đô Nguyên Ương bỏ mạng. Ta rất ngưỡng mộ tình cảm của Nhị gia và Mộc Nhi, dù bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng nghĩ cho đối phương, không rời xa nhau. Ta cũng có thể thề với muội, dù bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ta cũng sẽ tin tưởng muội vô điều kiện. Nên muội có nỗi khổ tâm gì hãy nói cho ta biết đi. Ta thì có nỗi khổ tâm gì chứ? Chuyện quan trọng trước mắt là chăm sóc tốt cho hai người họ. Thì Tam gia đi lấy thêm nước. Tôi chịu mấy mũi tên cho muội, nhưng có thể khiến muội trở về cạnh ta thì tất cả đều đáng. Nhị gia huynh nặng quá đi.
Người đang giả vờ ngủ sao? Giả vờ ngủ thì sao? Đâu có phạm pháp. Giả lại ta xém chết luôn đó. Làm gì mặc dày với dị gia? Nhưng lúc người ta bị thương thì xàm sở. Đúng rồi, Quỳnh đừng quên, chúng ta không còn là phu thê. Nếu Quỳnh còn như vậy, ta có thể kiện Quỳnh. Muội, muội vẫn ăn nói lanh lẹ như trước. Đau quá đi. Muội, tay muội không sao chứ? Có sao? Nhị gia, phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi. Đứng lại. Nhị gia muốn trốn đi đâu? Nam tử hán đại trượng phu còn sợ uống thuốc sao? Ai nói ta muốn trốn? Ta đang đổi vị trí cho chân. Ngược lại là muội, lần trước muội còn đổ thuốc. Hôm nay ai không uống thì người đó là cún con. Uống thì uống. Há miệng, há miệng ra. Còn một miếng nữa. Nhanh lên, còn một miếng nữa. Há miệng ra. Mấy lần này cư cô nương bình an vô sự, nếu không ta không thể yên lòng được. Đồ ngốc, chuyện này thì liên quan gì đến muội? Cả ngày muội cứ nghĩ này nghĩ nọ, sau này nên nghĩ cho mình nhiều hơn. Trước đây ta luôn sống cuộc sống cha ta sắp xếp, nhưng mà đó không phải cuộc sống mà ta muốn. Có lẽ chỉ có nghe theo con tim mình mới có thể có cuộc sống mà ta mong muốn. Từ nay về sau ta sẽ đi từng bước về phía trước theo cách của mình. Muội không còn một mình, muội có ta. Nhưng mà nếu tiếp tục đi về phía trước, quên biết chúng ta sẽ gặp điều gì không? Tương lai sẽ có nhiều chông gai, khó khăn và trắc trở. Con đường này sẽ không mãi bằng phẳng, nhưng chỉ cần chúng ta kiên định với nhau thì chắc chắn có thể đi tiếp con đường này. Để ta với. Tam gia, lấy lúc lúc lại làm trò gì? Cô làm gì vậy? Đâu có. Lén lút nhìn gì vậy? Đi theo ta. Sao vậy? Cũng không có gì. Nhưng để nhị ca biết chuyện này thì lớn chuyện thật đó.
tạo bất ngờ cho muội. Nhưng muội thấy rồi thì cũng không có gì để giấu cả. Đây là gì? Thì nhị ca và nhị tẩu sắp tới hôn. Quỳnh ấy làm ăn bận rộn nên giờ ta mua đồ cho hôn lễ. Lúc nãy ta đi ngang qua tiệm vàng thì thích cái vòng tay này. Chủ tiệm nói đây là vòng tốt nhất trong tiệm nên ta muốn mua tặng muội. Quỳnh lén dùng tiền của nhị ca sao? Không có, tiền của nhị ca cũng là tiền của Long gia. Tiền của Long gia đương nhiên cũng có phần của lão Tam rồi. Sao có thể tính toán rõ ràng như vậy được? Với lại ta tặng trang sức cho muội là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà nhị ca ta ham tiền, chuyện này tốt nhất đừng để Quỳnh ấy biết. Quỳnh như vậy là tiền trảm hậu tấu. Quỳnh không sợ nhị ca biết rồi đánh Quỳnh sao? Tốt nhất đừng để Quỳnh ấy biết. Nhưng nếu thực sự không giấu được cũng không sao. Gia ta dày, ta chịu được. Tại sao đột nhiên tặng Phượng Vũ cái này? Ta muội là mẹ của con ta, tặng quà cần gì lý do? Giả lại mấy năm nay muội dắt Tiểu Bảo sống ở bên ngoài cũng không dễ gì. Tuy chúng ta gạo nấu thành cơm, nhưng trong lòng ta muội giống như nhị tẩu vậy. Ta nhất định sẽ tổ chức hôn lễ cho muội để người trong thiên hạ đều biết muội là phu nhân của Long Phi ta. Muội thật sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên rồi. Ta muốn cho muội và Tiểu Bảo những thứ tốt nhất thiên hạ. Ăn cơm rồi. Đợi ta với. Chứ không từ mà biệt. Muội còn muốn dùng mấy lần. Lần này ta sẽ không để muội trốn dễ như vậy. Nhị gia hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn ra phơi đồ thôi. Xem ra ta đoán không sai. Chuyện hòa ly là do muội bị người khác uy hiếp mới cố ý khiến ta hiểu lầm. Ta biết muội thông minh tinh tế, sao có thể không hiểu lòng ta? Ngoài cố ý khiến ta hiểu lầm ra, sao có thể nhẫn tâm tổn thương ta chứ? Nhị gia, ta xin lỗi. Chỉ có Dân Thanh Hiền, ta sẽ khiến hắn trả giá. Nhưng mà nhị gia như vậy, hôm nay ta đến đây là có món quà muốn tặng muội. Ta sẽ chọn ngày tiến cung gặp thánh thượng, xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta. Lần này ta muốn quang minh chính đại cưới muội vào Long phủ để mọi người biết muội là nhị thiếu phu nhân Long gia. Không được, ta biết muội lo lắng, nhưng lần này ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Long gia và cha muội. Không có bất cứ ai có thể uy hiếp chúng ta nữa. Qua bao trắc trở, chúng ta cũng xem như là sống chết với nhau. Chẳng lẽ như đây vẫn chưa đủ sao? Muội không nói chuyện, ta xem như muội đồng ý rồi nhé. Đa tạ Dân đại nhân đích thân cứu giúp, lần này đã báo được thù. May mà có Dân đại nhân dày công sắp xếp, không ngờ vừa xa khổ nhục kế đã khiếm ngã Đinh Thịnh rồi. Tiếp theo chỉ cần làm theo kế hoạch chúng ta, khiến hắn giả vờ vượt ngục thì chuyện này có thể kết thúc.
Chuyện này ngươi làm rất tốt. Nhưng để an toàn, vẫn cần một chuyện cần ngươi làm. Nhưng đại nhân có chuyện gì, cứ dặn dò. Đi âm tàu địa phủ, mở đường cho Đinh đại nhân. Nhưng đại nhân làm việc quá như chu đáo, lắp đặt cũng rất tỉ mỉ, không hề để lại dấu vết gì. Lần này thế lực hai bên Đinh Thịnh và Thư Bác lần lượt hãm chân nhau, tranh thủ rất nhiều thời gian cho bổn thế tử. Nhân cơ hội nội bộ họ lục đục, thế lực trong triều của thế tử càng ngày càng tin tưởng nhau hơn. Bây giờ chỉ thiếu bước cuối cùng. Dạo này hoàng thượng nhiều lần triệu kiến phụ dương về chuyện kế thừa hoàng vị. Thứ bổn thiếu tử thiếu chỉ là một cơ hội thôi. Thế tử yên tâm, cơ hội của thế tử đang nảy mầm ở một nơi rất xa. Bên Tây Mân Quốc có động tĩnh gì không? Lãnh thổ nước Tây Mân. Bá Âm, thật sự là huynh sao? Bá Âm, Bá Âm, Bá Âm, Bá Âm. Phục Hy Phổ. Tuy ta là đối thủ của sư Bá Âm, nhưng cái chết của hắn quả thực là tổn thất của người trong thiên hạ. Nếu sư phụ trên trời có linh, biết người nhớ đến người như vậy, thì người chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Đúng rồi, qua đại nhân, lúc trước tiền bối Nhã Lê Lệ nói với ta rằng, nếu có thắc mắc gì về Cẩm Phổ, có thể tìm ngài giúp đỡ. Mụi ấy có thể thuận lợi rời khỏi kinh thành, cũng nhờ có cư cô nương giúp đỡ. Nên cô hãy yên tâm, ta chắc chắn dốc sức giúp cô tìm ra bí mật của cuốn nhạc phổ này. Đa tạ qua đại nhân. Đúng rồi, ta nghe nói Long Dược đã xin thánh thượng ban hôn. Có thể thấy Long Nhị rất quan tâm và yêu thương cư cô nương. Lúc trước ta và dì gia có vài hiểu lầm. Không biết ta có vinh hạnh uống ly sự hỷ của Long gia không? Đương nhiên là được rồi. Chỉ là chuyện Cầm Phổ đơn giản. Đi thôi. Lần này tuy thành thân lần hai, nhưng cũng không thể qua loa. Dạ, mỗi một chi tiết ngươi phải đích thân kiểm tra. Nhị gia, nhị gia, Đinh tiểu thư, xin dị gia hãy giúp ta gặp mặt tỷ tỷ. Sau khi cha ta xảy ra chuyện, tỷ tỷ bị dân Thanh Hiền giam lỏng trong phủ, đã lâu ta không gặp tỷ ấy, không biết bây giờ tỷ ấy sống ra sao. Xin dị gia giúp cho ta. Dân phủ. Gia,
Tình hình sao rồi? Tất cả thị vệ trong dân phủ đổi người rồi. Thị vệ trong viện rất nhiều, canh trực nghiêm ngặt. Nhưng may là thì nữ thân cận của Đinh đại tiểu thư không bị đuổi. Ta đã lén liên lạc với cô ấy, có thể giúp đỡ. Tỉ mùi Đinh gia gặp nhau, nhưng Thanh Hiền phòng bị như vậy, xem ra Đinh Thịnh sụp đổ không phải trùng hợp. Lý Khang, ngươi sắp xếp chuyện này. Dạ. Qua đại nhân, sao rồi? Cái này có vài người khoan khoan là tri kỷ của sư phụ ta và là người duy nhất có thể đấu với sư phụ ta trong thiên hạ. Kết quả lâu như vậy vẫn chưa hiểu được bí mật của Cầm Phổ. Nếu biết tài đánh đàn của ngài không giỏi thì ta không nên trông mong ngài. Xem ra vẫn phải nên tìm Nhã Lê Lệ. Cô ấy biết hết mọi ca phúc của sư phụ ta. Huống hồ cô ấy là người hiểu sư phụ ta nhất. Cô nói ai đánh đàn không giỏi? Chuyện Nhã Lê Lệ biết, làm gì có chuyện ta không biết? Không phải chỉ là khúc phổ thôi sao? 5 ngày? Không, không quá 3 ngày. Ta có thể hiểu ra chiêu trò của sư phụ cô. Được, vậy là hứa thời hạn 3 ngày nhé. Quả nhiên chỉ có Nhã Lê Lệ mới là cách đối phó ngài hiệu quả nhất. Nhắc đến Nhã Lê Lệ, không biết bây giờ mùi ấy đang ở đâu, liệu có bình yên không? Ta có thế nào cũng không tin hoàng thượng lại ra lệnh thả thư bác. Vậy cũng thôi đi, ngài còn cả tin kẻ xấu cho rằng Nhã Lê Lệ là hung thủ giết người, ra lệnh truy nã mùi ấy. Nhã Lê Lệ không thù không oán như Lệ Phi, bữa ấy chẳng quan biết mấy phi tần hậu cung, sao có thể là hung thủ? Nhưng may mà Nhã Lê Lệ đã rời khỏi kinh thành rồi, nếu không cô ấy chắc chắn là ít dữ nhiều. Ta và Nhã Lê Lệ bị ép phải tách ra, muốn gặp cũng không thể gặp. Đại nhân, trong phủ có người cầu kiến. Sẽ là ai chứ? Là ngài. Tại hạ mạo muội đến làm phiền. Ta đến gặp một người. Dân đại nhân muốn gặp ai? Ta muốn gặp Cư Mộc Nhi. Vậy thì kỳ lạ rồi, tìm người mà đến âm ti phủ của ta luôn. Hay Long phu nhân làm khách ở phủ ta mà ta lại không biết? Mối quan hệ giữa Hoa đại nhân và Nhã Lê Lệ chắc dân mổ không cần nói nhiều. Người liên quan vụ án Lệ Phi đã bị xử tử, Nhã Lê Lệ bây giờ bị truy nã. Ngài không tò mò với mối quan hệ giữa hai người mà tại sao Hoa Nhất Bạch ngài có thể an toàn rút lui bình yên vô sự sao? Ý đại nhân là Hoa Nhất Bạch ta thoát được một kiếp nạn là nhờ phúc của dân đại nhân sao? Nếu hôm nay âm ti phủ không đưa người ra thì ngài sẽ gặp thánh thượng bằng lại vụ án này. Dân đại nhân, lần này ngài đến đây là muốn uy hiếp bổn quan ư? Hiểu rõ thời thế mới là người tài. Nay thư đại nhân đã khôi phục chức quan, cả nước đang phụng mệnh truy nã Nhã Lê Lệ. Ta thật sự không muốn nhìn thấy âm ti phủ bị liên lụy. Hoa đại nhân, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Như đại nhân không cần làm phó âm ti phủ, chuyện này không liên quan đến người khác. Ta đã nghe thấy hết những gì dân đại nhân vừa nói. Ban đầu ta tưởng dân đại nhân là người lòng dạ khó đoán, không ngờ lại bị ủi gian xảo như vậy. Cả âm ti phụ cũng dám uy hiếp.
Không biết Dương đại nhân có từng uy hiếp Mộc Nhi như vậy không? Chân mổ làm việc thế nào không cần Long Nhị gia nghi ngờ? Ta tự thấy mình đối xử thật lòng với Mộc Nhi, sao có thể nói là uy hiếp? E rằng hai chữ Mộc Nhi không phải để Dương đại nhân gọi đâu. Lần này ta tìm thánh thượng xin ban hôn, nếu Dương đại nhân còn phiền Mộc Nhi thì là kháng chỉ không nghe. Mong Dương đại nhân tự thu xếp ổn thỏa. Hôm nay ta đến đây là vì việc công. Dù Long Nhị gia ầm ĩ trước mặt thánh thượng, ta cũng không thẹn với lòng. Nhưng đại nhân có gì che giấu hay không, chỉ có lòng người là biết rõ. Ta chỉ muốn cảnh cáo Dương đại nhân, nếu còn làm phiền Mộc Nhi thì Long Dược ta dù có mất cả chì lẫn chài cũng sẽ không tha cho ngươi. Không ngờ trong mắt chỉ có lợi ích như Long Nhị gia lại quan tâm Mộc Nhi đến vậy. Bất kỳ lợi ích nào cũng không đáng so với Mộc Nhi. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy an toàn. Dương đại nhân sẽ không hiểu điều này đâu. Dương đại nhân phí bao tâm sức mới cưới được trưởng nữ của Đinh Thái Sư, mà lại luôn miệng nói đối xử thật lòng với Mộc Nhi. Không biết Dương phu nhân ở Dương phủ một mình trong phòng sẽ có cảm giác như thế nào. Đây là chuyện nhà Dương phủ, Long Nhị gia ngươi lo chuyện trên trời dưới đất cũng không đến được ngươi lo chuyện nhà của ta. Nhưng đại nhân biết thì tốt, chuyện giữa ta và Mộc Nhi cũng là chuyện nhà của Long phủ, mong Dương đại nhân đừng hỏi đến. Mong ngươi có thể bảo vệ được người ngươi muốn bảo vệ.